Xin chào tất cả các bạn, và hiện nay thì tôi đang có mặt tại phòng Phun Xăm tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì chúng ta nên được gặp chị My là một khách hàng đến với cả Bali để có thể cải thiện cái tình trạng môi của mình nhá. Thứ nhất là như chúng ta có thể thấy này, làn môi của chị My thì khá cong về phía trên, phần dưới thì hơi mỏng. Thứ hai là cái sắc độ phần môi của chị My thì hơi thâm và nhạt màu một chút. Chị My muốn đến thì có thể làm cho cái phần môi của mình rõ hơn cũng như là đồng đều hơn với cái làn môi của mình. Bên cạnh đó thì chị cũng muốn có một cái làn môi tươi trẻ và hồng hào. Vậy nên là chị đã lựa chọn cái công nghệ phun môi lipstick tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hãy cùng xem cái kết quả của chị My ngay sau khi mà làm nhé các bạn nhé. Em chào chị My ạ. Không biết là hiện tại chị đang cảm thấy như nào với cái làn môi của mình? Em đang cảm thấy rất là hài lòng vì màu môi khá lên đúng cái màu mà em ưng ý. Và thứ hai nữa là trong quá trình làm cũng không có cảm giác đau, hay là bây giờ đến bây giờ thì cũng không có sưng, không có sưng đau rồi đúng không ạ? Các bạn nhá, chúng ta hãy cùng nhìn một chút cái làn môi của chị My này. Sau khi làm xong thì không hề là bị sưng đau. Cái thứ hai là hai môi trên và môi dưới gần như đã cân nhau rồi các bạn này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một cái màu cam đào, là một cái màu hiện nay thì đang rất là được các bạn trẻ yêu thích, cũng như là tạo được cho cái sắc độ của da mặt một cái vẻ tươi tắn. Đó, sau khi làm xong thì môi rất là căng bóng nhá các bạn nhá. Đây, là môi rất là căng bóng, rất là đẹp. Khi mà em như này chị My có thấy đau không ạ? Không hề đau đúng không? Đó các bạn nhá, đây là công nghệ phun môi lipstick đến từ Thẩm mỹ quốc tế Bali. Là một công nghệ thì đến từ Mỹ và đang được giới trẻ rất là ưa chuộng. Và ngay sau khi làm xong thì không hề sưng đau, khó chịu gì cả mà vẫn lên được màu môi ưng ý. Kể cả sau khi bong ra thì môi cũng chỉ nhạt màu hơn một chút thôi, nhưng mà vẫn giữ được đến 90% cái màu như hiện tại các bạn nhé. Và kết quả thì sẽ được lưu giữ từ 3 đến 5 năm tùy theo cơ địa của từng người. Chị My có cảm thấy hài lòng không chị My? Không có. Rất hài lòng đúng không ạ? Vậy nên nếu là các bạn muốn có cho mình một cái làn môi đẹp như chị My, hay là quan tâm đến dịch vụ phun xăm tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, thì hãy gọi điện ngay tới số hotline của chúng tôi là 0386 463 463 để được tư vấn trực tiếp, cũng như là có được cho mình một cái vẻ ngoài thật là tươi tắn và rạng rỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.